Chúng ta hiểu nhau nhất. Chơi cho vui đi nhỉ, Phùng Mạn Na. Bây giờ cuối cùng tôi cũng có thể đường hoàng nói với cô rằng tôi không nợ cô gì nữa. Vậy cô nói hết những gì cần nói đi. Dù sao sớm muộn gì cũng phải nói. Có lợi gì không với cô? Thì không. Dù sao cũng phải chết. Tất nhiên rồi. Nhưng có rất nhiều cách chết, cũng chia ra ngắn dài. Cô có thể giữ lại khuôn mặt xinh đẹp này mà đi gặp Thượng Đế. Cũng có thể nó sẽ kinh tởm đến mức bố mẹ cô cũng không muốn gặp cô. Cuối cùng vẫn phải cầu xin tôi giết cô. Chỗ này của cô có cực hình gì? Cứ dùng hết cho tôi đi. Dùng xong tôi nghĩ đã rồi nói. Đây là hàng của Đức. Di chứng của nó sẽ khiến cho hệ thần kinh não bộ của cô trở nên rối loạn, mang tính hủy hoại lâu dài. Thị giác, thính giác và trí nhớ của cô chẳng phải tốt lắm sao? Nửa phút sau là sẽ không còn nữa. Cô chỉ biết nói thôi à? Thế nào? Hết rồi à? Xin tao đi. Tao bảo mày cầu xin tao đi. Nằm mơ nha. Mau thả nó ra. Xương chân và xương tay của mày sẽ bị đập gãy. Sau đó sẽ nối lại. Nối lại rồi lại đập gãy. Rồi lại nối lại. Đập gãy. Cho đến khi không bao giờ nối lại được nữa. Mày sẽ chỉ có thể giống như con bạch tuộc bò dưới đất nữa thôi. Đừng lắm lời. Làm đi, làm đi, làm đi. Dừng tay. Ngừng tra tấn ngay, Phùng Mạn Na. Về văn phòng của cô mau. Nhưng cô ta đã sắp khai rồi. Khai cái gì? Trạm liên lạc hay là người liên lạc cấp trên? Những chuyện này tôi còn rõ hơn cô. Đi. Sao lại một bản? Sau này toàn bộ thông tin về hồ sơ tổng bộ đặc chiến nhận được nhất định phải chuyển lại ngay cho khoa huấn luyện cấp cao. Rõ. Có phải không? Đội trưởng của anh ta nát. Tốt lắm.
Tôi vốn tưởng đã sớm đào tạo cô trở thành chiến binh tinh anh của đế quốc. Nhưng chỉ vào khoảnh khắc vừa rồi, dường như là cô đã quay trở lại làm cô học sinh đầu óc khù khờ đó. Cô có biết việc của cô vừa làm là hành vi mà một người bình thường đều sẽ làm khi đối mặt với kẻ thù đã giết hại cha mình không? Cho hỏi, cô có phải là người bình thường không? Nhưng tất cả mọi cố gắng của tôi đều là vì ngày hôm nay. Mạn Na, tôi nghe cô nói như vậy, thật sự cảm thấy rất thất vọng. Lẽ nào một khi tính mạng của Lam Yên Chi bị kết liễu thì cuộc sống của cô đã không còn ý nghĩa gì hay sao? Trưởng khoa Aoki, rõ ràng anh từng hứa với tôi là sẽ giúp tôi trả thù, không đúng sao? Lúc đó cô chỉ là một đứa trẻ, nhưng mà bây giờ thì cô đã lớn rồi. Có biết sự khác biệt giữa người lớn và trẻ con không? Chính là biết cách kiểm soát tâm trạng của mình. Vì những mục tiêu và trách nhiệm cao hơn, nhiều khi chúng ta buộc phải làm những việc mà bản thân không muốn, thậm chí là những chuyện rất đau khổ. Nhưng tôi không cần biết mình là trẻ con hay là người lớn. Quyết định giết chết Lam Yên Chi sẽ không bao giờ thay đổi. Không lẽ còn bảo tôi phải đi cầu xin nó hay sao? Tôi không làm được. Tôi nói suốt nửa ngày, nhưng mà đầu cô vẫn là hai chữ trả thù. Trưởng khoa Phùng Mạn Na, chúng ta có thể khiến lập trường của chúng ta cao hơn một chút không? Chúng ta có thể không dùng tra tấn để hành hạ thân xác của cô ta mà vẫn có thể hủy diệt ý chí của cô ta không? Chúng ta không để cô ta chết. Bây giờ cô ta cũng không thể chết. Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ của chúng ta chính là lợi dụng cô ta để khống chế Lam Trường Minh. Chúng ta bắt cả nhà cô ta phải cam tâm tình nguyện phục vụ chúng ta. Nhưng mục tiêu cao nhất của tôi, đây là mệnh lệnh. Đây là mệnh lệnh. Mạn Na, điều tôi muốn thấy nhất bây giờ chính là cô làm cách nào để chiến thắng Lam Yên Chi về mặt tinh thần. Lập trường của Chu Vũ Hạo biến đổi nhanh thật đấy. Hắn bắt được Lam Yên Chi, bây giờ lại bảo vệ cô ta như vậy. Dù có là vì mục đích gì thì hắn cũng đang làm đúng. Lam Yên Chi quá mạnh, phải biến cô ta thành người của chúng ta. Tôi không cần tình báo của cô ta. Mấy kẻ ở trạm Thượng Hải đó vốn không phải là đối thủ của chúng ta, sẽ sớm bị chúng ta đuổi ra khỏi Thượng Hải. Thứ đế quốc cần là tương lai. Tương lai chúng ta cần đến Lam Yên Chi. Thế quan hệ giữa cô ta và Mạn Na thì sao? Báo đuổi Linh Dương, Linh Dương phải ra sức chạy mới không bị ăn thịt. Con báo cũng phải ra sức đuổi mới bắt được con mồi, mới không bị chết đói. Mối quan hệ tương sinh tương khắc này hãy khiến cho chúng trở thành loài động vật chạy nhanh nhất thế giới. Ai trong số chúng ta cũng cần một đối thủ mới có thể khiến cho mình sống được lâu. Yên Chi, vì sao vậy?
Tại sao trong chốc lát đã thành ra thế này? Ba người chúng ta vốn rất thân nhau, cùng nhau chơi, cùng nhau đùa nghịch, cùng nhau cúp cua bỏ học, cùng nhau khiêu vũ, cùng nhau chạy tới trường quân đội ngắm nam sinh. Nhưng tại sao chốc lát đã trở thành ra như thế? Cậu tố cáo bố của Mạng Na đổi lại được cái gì? Còn không phải kết cục hôm nay. Nếu cậu không tố giác ông ta thì chúng mình vẫn sẽ như ngày xưa. Cậu có còn nhớ lời thoại chúng ta từng tập không? Không nhớ nữa. Đằng nào cũng không về được nữa. Được chứ? Sao lại không về? Chỉ cần cậu thành thật nhận lỗi với Mạng Na rồi xin lỗi cậu ấy. Bề ngoài cậu ấy rất cứng rắn, nhưng thật ra rất mềm lòng. Cậu đã hại cậu ấy nhà tan cửa nát. Cậu ấy vẫn còn đưa bố cậu về. Cậu đi xin lỗi cậu ấy thì đã làm sao? Làm yên chi? Đến chết không đổi. Đã không chịu được rồi à? Còn chẳng bằng Khải Lị. Cô tưởng rằng tôi không thể làm gì nổi cô hả? Mạng Na. Mạng Na thật sự rất xin lỗi. Nhưng mình đã cố hết sức, tôi biết. Vậy chuyện của bố mình... Yên tâm. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Vậy mình về đây. Anh đã thừa biết kết quả như thế này à? Thắng dễ quá. Em thấy nhạt nhẽo à? Cô ta giờ là tù nhân, thế mà cứ làm như mình là anh hùng, còn đặt công khoa, cứ bảo vệ cô ta, đối chọi với em, còn có anh. Anh cũng không giúp em, tại sao? Đây là một bài học với em. Chúng ta ai cũng tốn nhiên chi, thế là xong rồi. Cuộc đời của em mới bắt đầu. Em đã từng nghĩ, không còn cô ta, em sẽ sống thế nào? Em còn có anh. Có những gì chỉ có dựa vào bản thân. Anh giúp em đi. Giúp kiểu gì? Cho em mượn máy ảnh của anh là được. Ngày trước tôi ngu quá.
lại đối đãi với cô như một phạm nhân bình thường. Nhưng tôi quên mất, chúng ta từng là bạn, những người bạn thân nhất, thân tới mức không giấu gì nhau. Chúng ta biết chiều cao nhóm máu của người kia, cuốn sách, màu sách yêu thích, kiểu con trai mà người kia thích. Thích cái gì? Hận cái gì? Ghét cái gì? Sợ cái gì? Tiểu thư Lam Yên Chi không sợ trời, không sợ đất, thế mà lại sợ chó. Hồi nhỏ nghịch ngợm, trèo lên cây nhà hàng xóm hái trộm quả ăn, rồi lại bị chó hàng xóm đuổi theo. Từ đó về sau bèn có tật sợ chó, dù có thấy chó nhỏ cũng sẽ đi đường vòng. Cô đã thấy con chó to nhất chưa? Có to bằng con chó ngoài kia không? Dắt vào đây. Nó tên là Thơm, là con chó to nhất trong đội chiến binh, chó bẹt rê thuần chủng Đức, ăn thịt người lớn lên. Những thứ khác Thơm của chúng tôi sẽ không đụng vào. Huấn luyện kiểu Đức vô cùng nghiêm khắc, sẽ không ăn sạch cô luôn trong một lần. Hãy bắt đầu từ gương mặt xinh xắn kia, sau rồi hãy xé nát từng lớp da một. Dĩ nhiên, tôi sẽ cho cô một cái gương. Như thế, cô sẽ nhìn thấy kết cấu lớp mỡ và da thịt cô vốn dĩ như thế nào. Chúng tôi sẽ tiêm thuốc cho cô, rồi cầm máu nữa, nên cô sẽ không chết nhanh đâu. Sau khi ăn thịt, sẽ ăn tới nội tạng. Đúng không, Thơm? Cứ thế từng chút, cũng phải mất 3 ngày. Suốt quá trình, chúng tôi sẽ ghi chép lại, treo ở tổng bộ đặc công, làm tài liệu đặc huấn, người nào đi qua cũng sẽ thấy. Phùng Mạn Na, dù ta bị ăn thịt thì xương cốt vẫn cứng, còn cứng mồm. Tao sẽ đưa mày sang chỗ khác, mày sẽ phải van xin tao để được khai ra tất cả. Đèn sẽ không bao giờ tắt. Tom đang đợi ngoài kia. Nó cũng đói hệt như mày. Xem ai chịu được tới cùng. Không ngủ giống như vậy, nhiều nhất thì trụ được bao lâu? 8 ngày là cùng. Ngày thứ nhất,
Ngày tư. Ngày 12. Dừng tay. Tôi chỉ cần cô giúp tôi lần này. Trong hòm là gì vậy? Chỉ là một ít quần áo sạch để thay. Lam Trường Minh bảo cô tới à? Là bản thân tôi muốn tới. Tôi muốn đích thân giao cho cô ấy. E rằng không được. Nhưng mà cô có thể nhìn thấy cô ta. Như vậy cô có thể ăn nói được với nhà họ Lam rồi. Không ở đây rồi. Cô ta mỗi ngày đều phải qua đây một chuyến. Thượng Đế ơi, nếu đã không ở đây, chắc là ở chỗ khác rồi. Đi theo tôi. Cứu tôi với, mau thả tôi ra. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Làm việc ở bệnh viện, mấy cái này phải nhìn thấy nhiều rồi chứ. Cô ấy rốt cuộc ở đâu hả? Tôi là Lam Yên Chi, mẹ tôi là Thần Hy, bố tôi là Lam Trường Minh. Tôi là Lam Yên Chi, mẹ tôi là Thần Hy, bố tôi là Lam Trường Minh. Tôi học khoa số học Đại học Trung ương. 12 ngày rồi. Tôi học khoa số học Đại học Trung ương. Mẹ tôi là Thần Hy. Mẹ tôi là Thần Hy. Một người 12 ngày không ngủ thì có nghĩa là gì? Cô là y tá, tôi nghĩ chắc là cô rõ. Về nói với bố mẹ cô ta, nếu có thể tới khuyên cô ta là tốt nhất. Bởi vì tôi thật sự không biết cô ta sẽ bắt đầu từ lúc nào bị thần kinh làm bậy nữa. Mạng Na, cô biết là bản thân mình đang làm gì không? Đưa y tá Lâm về. Y tá Lâm, mời. Không cần. Kỷ lục cao nhất trước đây là bao lâu? Chính là 12 ngày. Tiểu thư, có cần gọi xe kéo không? Tiểu thư, cô hãy lên xe đi.
Vẫn ổn chứ? Anh vẫn khỏe. Chỉ là ấm ức cho em rồi. Để một mình em ở lại đây. Em rất tốt. Chỉ là em vừa nãy hình như đã nhìn thấy địa ngục. Những người chịu hình đó, bọn họ hình như đều vô tội. Còn có Yên Chi, mặc dù cô ấy sống nhưng lại không bằng chết. Sao mà cô ấy chịu nổi chứ? Chúng ta cần tin cô ấy. Cô ấy là một chiến sĩ kiên cường. Cô ấy có thể chịu được. Miễn, chúng ta phải làm sao mới có thể giúp được cô ấy đây? Đưa cái này cho bố cô ấy Lam Trường Minh. Nhớ kỹ, nhất định là phải chính tay giao cho ông ấy. Nhà họ Lam của chúng tôi đã đi tới bước đường này rồi. Bọn họ có thể làm gì chứ? Chúng ta đã giao cả con gái ra rồi, còn muốn chúng ta làm gì nữa? A Hỷ, hổ cho bà là người làm mẹ, chẳng hiểu con gái mình gì cả. Bây giờ nó ở trong đó, hy vọng nhất là chúng ta làm gì, bà nghĩ xem. Thiên Mộc, xin cháu hãy chuyển lời cho bọn họ. Tôi sẽ dùng cách của mình ủng hộ Yên Chi, ủng hộ kháng chiến. Sau chuyện tiền giả lần trước, uy tín ngân hàng của chúng ta đã giảm đáng kể. Số người đến gửi tiền rất ít, người rút tiền thì tăng vọt. Tôi quyết định rồi, nhất định phải gây dựng lại uy tín của ngân hàng. Vậy ý ông Lam là đăng báo thanh minh, nói chuyện tiền giả lần trước là có người vu hại. Chuyện này sẽ đắc tội với tổng bộ đặc chiến đấy. Là phúc thì không phải họa, là họa sẽ không tránh được. Nhưng mà bây giờ có đăng báo thì cũng chẳng có ai tin. Tất nhiên là tôi phải dùng hành động thực tế. Những ai từng nhận tiền giả ở ngân hàng Kim Tín chúng ta dựa vào biên lai rút tiền hôm đó mà đền gấp đôi. Nhưng khoản tiền lớn như thế, theo nguồn vốn hiện tại của ngân hàng ta, không cần đụng đến vốn. Tôi đã bán ruộng đất ở dưới quê rồi. Tôi không tin thương hiệu ngân hàng Kim Tín lại không trở mình được. Phát tài rồi, ngân hàng Kim Tín đền bù tiền giả. Ai từng nhận tiền giả ở ngân hàng Kim Tín thì cầm tiền giả đổi lấy tiền thật, đền gấp đôi. Phát tài rồi, mọi người đừng chen lấn, từ từ thôi. Đó là ông chủ Lam mà, ông chủ Lam tốt quá. Kim Tín là thương hiệu đáng tin cậy trong các ngân hàng của Thượng Hải, hay lắm, hay lắm. Ao Kỳ, chúc mừng anh đã có được các nhân tài trong tay. Làm gì có. Chỉ cần có thể phối hợp với công việc của Sam cơ quan thì chúng tôi có thể dốc hết sức lực. Đúng là chuyện muốn nhờ. Kế hoạch bước tiếp theo của chúng ta là khiến cho ngân hàng Kim Tín phát hành tiền giả, thu lại tiền thật. Không cần vốn mà thu được lợi lớn. Nếu vậy thì tài sản của Trung Quốc sẽ không ngừng được cung cấp cho chúng ta. Đúng là cách lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, rất hay. Nhưng bước đầu của kế hoạch này là chúng ta phải in được tiền giả khó phân biệt.
Xem đi. Đây là bản in của chúng ta. Đã cải tiến rất nhiều, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Cho nên tôi đã nảy ra ý tưởng về tiền thật. Theo như tìm hiểu, tôi cơ bản có thể xác định loại bản in mà chính phủ Trung Quốc sử dụng có một phần để ở Thượng Hải. Nếu chúng ta có thể lấy được những bản in đó thì Aoki, anh biết điều này có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là tiền mà chúng ta có thể in ra cũng là thật. Đúng vậy. Việc in tiền còn cần nhiều thứ khác, ví dụ như giấy, máy. Chúng ta dùng bản in thật để in không thể được bằng tiền thật, nhưng hẳn cũng có thể khiến dân chúng không nhận ra được. Tướng quân Oshima cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp nhiệm vụ này. Chỉ cần bản in có ở Thượng Hải thì nhất định sẽ về tay chúng ta. Mọi người có biết bản in là gì không? Là bản mẫu để in tiền và chi phiếu. Gần đây Tokyo gửi tin đến nói rằng ngân hàng trung ương, ngân hàng Trung Quốc và các ngân hàng khác đã để lại bản mẫu mới nhất ở Thượng Hải. Nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là phải tìm được bản in đó. Khoa trưởng Aoki, tin tức cao cấp như vậy sao lại nói công khai trong cuộc họp vậy chứ? Mọi người cùng nhau đưa ra kế sách, cùng giải quyết khó khăn không tốt sao? Chẳng lẽ khoa trưởng tin tưởng họ đến vậy? Chính vì không thể tin nên mới nói cho họ. Thuộc hạ ngu dốt. Bây giờ người biết được tin này chỉ có những người ở đó khi nãy thôi. Nếu tin bị truyền ra ngoài, vậy nhất định là bên trong có nội gián. Lý Kiệt vẫn
ngày nào cũng rút trong phòng làm việc ăn cơm hộp. Nếu cứ gầy thêm nữa thì một trận gió cũng sẽ thổi bay em đấy. Không có khẩu vị. Sao Lam Yên Chi vẫn chưa khuất phục à? Hình như anh còn quan tâm cô ta hơn em nhỉ?是三哥，你真的不能骗我，你不可以骗我，我曼娜除了你一无所有，除了你一无所有。好了，曼娜，你告诉我，电报的内容是什么？正央银行的印钞机。曼娜小姐，你让我刮目相看。 科长，我想要给你的惊喜还不止如此。曼娜小姐，我要带你去一个地方。 又干砸了啊！宋队长，你可真能干呀！站长，别跟我解释，啊，不用解释，要解释你到重庆当面禀报去。我们还需要得到剩下的2块印本，才能印得出真正的钞票。目前，你需要做的。 是把假币打入市场，不是一般的商场，而是金融界。银行？中国的银行，比如说蓝长明。你说他已经18天没有睡觉了？是的，他已经超出了人所能承受的极限。拥有这样意志的人。 没有什么事情是做不成的。如此人才，我想应该为我们所用。可是能做得到吗？让他转投我们，可能还需要点时间。但是，科长上次交代的，俄罗斯人的情报，还有在外滩租界收集美钞的任务，我想可以交给他去完成。他会听你的吗？ 不能骗我。 Anh không được gạt em đâu đấy. Mạn Na, em ngoài anh ra đã không còn gì khác ngoài anh ra. Không còn gì khác. Được rồi Mạn Na, em cho anh biết nội dung của bức điện tín là gì. Khuôn in. Em đúng là làm càn. Tại sao em không báo cáo cấp trên? Nhỡ mà xảy ra chuyện, em có gánh nổi trách nhiệm không? 如果真是有内奸的话，thì toàn thể những người đã tham gia buổi họp ngày hôm đó của khóa huấn luyện đều có hiềm nghi. Thế này đi, em đi báo ngay với khoa huấn luyện cấp cao. Anh đi điều tra, nhất định là phải tìm được tên nội gián đó ra. Chuyện này không có nhiều người biết. Còn là dùng bộ mật mã mà Yên Chi đem vào nữa. Bộ mật mã đó chẳng phải là đã hủy bỏ rồi sao? Đúng vậy, cho nên là địch hay bạn giờ vẫn chưa rõ. Dù có thế nào thì chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Việc cấp bách hiện giờ là phải chuyển máy in và khuôn ở chỗ giám đốc Tàu đến một nơi khác.
Hai thứ đó chẳng phải là đang nằm trong tay của Lam Trường Minh sao? Trong tay Lam Trường Minh có nửa bộ, trong tay giám đốc Tàu cũng có nửa bộ. Chắc là đang được cất vào trong kho của Ngân hàng Trung ương ở Tô Giới Pháp, hai nửa hợp lại mới tạo thành bốn khuôn in hoàn chỉnh. Trước đó sở dĩ phải di dời nửa bộ trong tay Lam Trường Minh trước là vì ông ta đã bị tổng bộ đặc chiến để mắt đến, bây giờ Yên Chi bị bắt. Phía Lam Trường Minh không biết là sẽ thế nào, nên cứ di dời nửa bộ trong tay giám đốc Tàu đi trước. Cho dù cái khuôn trong tay Lam Trường Minh có rơi vào tổng bộ đặc chiến, thì người Nhật cũng không thể dùng nửa cái khuôn để in ra tờ tiền thật sự. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải đem máy in và khuôn in trong tay giám đốc Tàu ra khỏi Thượng Hải. Rõ. Đêm hôm đó, giám đốc Tàu của Ngân hàng Trung ương nhận được ám hiệu thông báo đã đem theo khuôn in đến phố Đông, chờ người của phe Trùng Khánh đến liên lạc. Ai? Chia ra đuổi. Mấy người ra phía kia, chúng ta đi mau, rõ, mau. Đứng yên. Để chiếc vali lại. Để chiếc vali lại, ông có thể đi. Làm gì vậy? Sếp, tại sao lại không cứu ông ấy? Tại... Vô ích thôi. Ông ấy chết rồi. Giả lại quá nguy hiểm. Chúng ta cứ về trước đã. Thế thì ăn nói thế nào với trạm trưởng đây? Có tôi đây. Đi thôi. Đi nào. Lại hỏng chuyện rồi. Đội trưởng Tống, cậu giỏi thật đấy. Trạm trưởng, đừng giải thích với tôi nữa. Không cần giải thích. Muốn giải thích thì cậu đến thẳng Trùng Khánh báo lại luôn đi. Máy in rơi vào tay bọn Nhật đã đành. Hai khuôn in đó đã dặn đi dặn lại rồi. Cậu, dù cả cậu và tôi có cộng lại 10 cái đầu cũng không đền nổi đâu. Báo cáo. Vào đi. Trạm trưởng, tổng bộ Trùng Khánh gọi điện lại. Đọc đi. Đọc đi. Thật ra chỉ là trả lời có hai chữ. Hay là ngài tự xem đi. Đáng giết. Cút, cút hết ra ngoài cho tôi. Tôi chỉ còn một quân bài là cô nữa thôi, Yên Chi. Aoki của tổng bộ đặc chiến, dạ. Mana xiao jie, cô Mạn Na, đi thôi. San chỉ quan. Cơ quan Sam còn có tên là cơ quan ban điện, thuộc quyền quản lý của sở nghiên cứu thứ 9 của lục quân hoàng quân, trực thuộc bộ tham mưu lục quân hoàng quân, cũng là cơ quan nghiên cứu cấp cao nhất do thủ tướng trực tiếp hạ lệnh thành lập.
Một nơi tuyệt mật như thế này, cô là người Trung Quốc đầu tiên may mắn được vào. Để tôi giới thiệu, đây là trưởng cơ quan của cơ quan SAM, tướng quân Oshima, đây là trưởng khoa khoa trinh sát của tổng bộ đặc chiến cô Mạng Na. Chào cô Mạng Na. Chào ngài. Cô Mạng Na mời ngồi. Chúng ta quay về chủ đề chính. Đã đem khung in tiền đến chưa? Tuyệt quá. Mời. In tiền là một việc hết sức phức tạp. Khuôn in thật sự đã được khắc ra bằng cách thủ công trong mỗi một mm, đều được khắc 10 đường hoa văn. Kỹ thuật in tiền của Trung Quốc là được áp dụng kỹ thuật của Mỹ và Anh. Các kỹ thuật trọng tâm như giấy in, mật hiệu, tao nhã chúng tôi còn chưa nắm vững hoàn toàn. Muốn đạt được trình độ làm giả vẫn rất khó. Cô xem, đây là tiền thật. Chúng tôi vẫn đang thử, nhưng mà còn lâu mới có thể thành công. Đường in không rõ nét lắm, nếu mà nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra được. Tiền giả mà Wanatat đưa cho chúng tôi đều được in từ đây, có đúng không? Chốc lát đã nhận ra rồi. Thế nên chúng ta phải tìm ra bản in thật để in ra tiền thật. Xin chào tiên sinh, chụp ảnh, lấy ảnh. Chủ quán có đây không? À, tôi đây. À, thế này, cậu gửi mấy tấm ảnh này theo địa chỉ nhé. Dạ. Mời vào. Thằng bé ban nãy là A Xuân, tôi mang từ căn cứ địa tới đây. Biết phát báo, có thể san sẻ công việc cho cậu. Nhìn có vẻ không nhanh nhẹn lắm. Cha mẹ là liệt sĩ, rất đáng tin. Có việc này báo cáo với anh. Nói, thời gian anh vắng mặt, tôi cũng dùng máy phát.
Nội dung gì? Quỷ có được tin, nói là quân in tiền đang ở Thượng Hải, bọn chúng đang lùng sục. Nếu để chúng tìm được, thì trật tự tài chánh của khu Đông Hoa này sẽ bị đảo lộn, dân chúng phải khổ đây. Bọn chúng định phát hành tiền giả. Tình huống khẩn cấp, anh vắng mặt, tôi không còn cách nào khác. Tôi đành mạo hiểm lợi dụng nửa quyển mật mã mà Yên Chi để lại gửi tin cảnh cáo cho bên Thượng Hải. Có hồi âm không? Thời gian khẩn cấp, gửi xong tôi rút luôn. Đã gửi điện báo. Bên tổng bộ đặc chiến sẽ nhận được. Cậu càng dễ bị vạch trần đấy. Lúc tôi gửi điện báo, đã nghĩ xong cả kế hoạch, bước tiếp rồi. Bộ điện đài này đã mất tích ở đại thế giới, nên Aoki và Mạn Na đều nghi ngờ tôi. Giờ bộ điện đài này lại xuất hiện, chúng ta có thể lợi dụng nó để gửi điện báo, để dụ họ sang hướng khác. Chỉ là bộ điện đài này có lẽ phải hy sinh. 100 bộ điện đài cũng không bằng giá trị của cậu. Nói đi, cậu định dẫn manh mối sang người nào đây? Trần Gia Luân, đội trưởng đội hành động. Đỗ Nguyệt Sơn thuộc hạ của Hoàng Kim Minh. Bây giờ Đỗ Nguyệt Sơn đang ở Hương Cảng, điện đài và mật mã bị thuộc hạ của hắn cướp đi. Quan hệ của hắn và Trần Gia Luân rất thân thiết, thế nên tin tức khuôn in hắn biết được từ Trần Gia Luân. Hắn định dùng điều này giao dịch với trạm Thượng Hải. Anh thấy ý tưởng này của tôi có ổn không? Không phải cậu đã nghĩ cả rồi ư? Nói đi, tôi phải làm thế nào? Chúng ta định sẵn thời gian. Anh bảo A Xuân gửi điện báo như tôi viết. Hãy nhớ, gửi xong thì rút ngay. Tôi sẽ dẫn người tới. Lập tức ghi lại, xem điện báo có nói gì, cậu đi theo tôi rõ. Bác Gia, anh canh trước ngõ. Những người khác vào soát rõ. Báo cáo tìm thấy rồi. Mang về, rõ. Đi. Đây là điện báo vừa ghi lại đã dịch ra rồi. Câu này đã chứng thực suy đoán về gián điệp trước đây của anh. Nhìn nội dung điện báo,
Người này không phải kẻ địch, nằm dùng lâu dài trong nội bộ chúng ta mà là một tên muốn mưu lợi. Qua vụ in tiền, có lẽ hắn thật sự biết được khuôn in đang ở đâu. Cũng có thể muốn kiếm chắc tiền qua vụ in tiền này. Nếu là vế sau, sẽ không có hậu quả nặng nề gì. Nhưng nếu là vế trước, thế nên chúng ta phải lập tức tìm ra hắn, hỏi cho ra tung tích khuôn in, hoặc là bí mật theo dõi hắn, để hắn không hay biết, dẫn chúng ta tìm ra khuôn in. Liệu là ai? Không phải em, không phải anh, cũng không phải người Nhật. Tổng bộ đặc chiến bao nhiêu người Trung, ai lại to gan nhường này để kiếm chác số tiền mạo hiểm này? Em có suy nghĩ gì không? Trần Gia Luân, em làm gì? Báo cáo cho Đặc Cao Khoa. Báo cáo cái gì? Em có chứng cứ gì? Đây không phải sao? Đó chỉ là manh mối. Trần Gia Luân tình nghi, chúng ta chỉ đang suy đoán. Chúng ta bán mạng ở tiền tuyến, hắn lại giở trò sau lưng, còn khiến anh bị thương nặng. Chẳng lẽ cứ như thế bỏ qua? Cứ đợi đi, đợi lão để lộ càng nhiều kẻ hở. Em xin lỗi, anh phải khổ sở rồi. Hiện nay có vài nhiệm vụ mới cần mọi người hợp tác hoàn thành. Người Nga, Ripper, có một tin tình báo trong tay, quân bộ rất có hứng với tin tức này. Nhưng vì hiện nay quan hệ của chúng ta và Liên Xô, chúng ta không tiện ra mặt. Ripper sống ở tô giới Pháp, chúng tôi cũng không muốn gây ra tranh chấp quốc tế. Quân bộ không muốn Ripper phát hiện ra tin tức biến mất. Rủi mà xuất hiện sự cố cũng không muốn là người chúng ta làm ra. Đây là nhiệm vụ đầu. Nhiệm vụ thứ hai, chiến tranh đang tiếp diễn. Chúng ta cần một số lương thực, đô la Mỹ và vàng để mua vũ khí của người Mỹ. Quân bộ mong chúng ta dùng mọi thủ đoạn, mọi con đường, mau chóng tích góp. Kể từ hôm nay, chiến tranh tiền tệ thật sự vừa mới bắt đầu. Chu tiên sinh, anh không đùa đấy chứ? Anh nói là cô ta đã 18 ngày không ngủ rồi. Đúng vậy, cô ta đã vượt qua cực hạn mà con người có thể chịu đựng. Người có ý chí như vậy chẳng có chuyện gì không làm được cả. Một nhân tài như vậy, tôi nghĩ là nên để cho cô ta làm việc cho chúng ta. Có thể làm được không? Để cho cô ta về phe chúng ta có lẽ cần chút thời gian. Nhưng lần trước khoa trưởng có nói tình báo của Nga vẫn còn đang ở tô giới bên ngoài nhiệm vụ thu thập tiền Mỹ. Tôi nghĩ có thể giao cho cô ta đi làm. Cô ta sẽ nghe lời anh ư? Tôi thử xem. Nắm chắc được mấy phần? 10 phần. Có tự tin vậy à? Xem ra tôi không hề có ý rồi để từ chối anh đấy. Chẳng qua là lần này không được phép để cho cô ta chạy nữa. Khoa trưởng cứ yên tâm, nếu như cô ta chạy, tôi đem mạng của tôi ra đền anh. Thank you.
把音乐关了。Tắt nhạc đi. Sure. Rõ. Cuối cùng cô đã vượt qua được rồi. Bao lâu rồi? 18 ngày. Kỷ lục trước đây 12 ngày. Để tôi ngủ một lúc. Chỉ một lúc thôi. Ái này tôi cũng đã trải qua. Bỏ tôi ra, các người bỏ tôi ra. Chào bác Lam. Lâu rồi không gặp. Muốn gặp con gái của bác không? Yên Chi. Cô ta đang ở trong tòa lầu kia. Đoán xem cô ta ở đâu. Yên Chi. Yên Chi. Yên Chi. Yên Chi. Bác Lam muốn một liệt sĩ giống như là anh Hùng Ý hả? Hay là muốn một cô con gái còn sống? Lam Trường Minh, nhìn kỹ đây. Đừng mà. Cô muốn ông ấy nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ ư? Nếu như cô tham gia quân đội là vì muốn bảo vệ quốc gia, vậy thì trong phạm vi có thể làm được. Hãy nên bảo vệ người nhà của mình cái đã, bảo vệ sự an toàn của bọn họ. Nói đi, các người rốt cuộc muốn tôi làm gì? Làm mấy việc không đi ngược lại đạo đức, không đi ngược lại tín ngưỡng của cô. Có thể phối hợp chứ hả? Tôi có thể đảm bảo sự an toàn của bố cô. Đừng mà. Lam tiên sinh, ném lần này thì sẽ ném người thật ấy. Các người muốn làm gì hả? Các người muốn tôi làm gì? Tôi đồng ý với các người. Chỉ cần các người thả con gái tôi ra.
Tôi cầu xin các người đấy. Tôi cầu xin các người đấy. Tôi cầu xin các người đấy. Thả con gái tôi đi. Cứu người nhà của cô, chúng tôi sẽ không làm khó cô. Nếu như cô đồng ý, hãy đem kim tiêm này tiêm vào tĩnh mạch. Trong vòng 24 giờ, nếu như tôi không tiêm cho cô thêm mũi nữa, thì cô sẽ không tỉnh lại nữa. Chuẩn đoán của bác sĩ sẽ là tắc nghẽn cơ tim. Ngủ ở đây một lúc đi. Sau 5 tiếng nữa, chúng ta xuất phát. Đi nào. Tôi muốn làm cổ đông của ngân hàng Kim Tín, cổ phần là 50%. Tất cả lợi nhuận chúng ta mỗi bên một nửa. Chuyện này chỉ có vậy thôi à? Được. Tôi đồng ý với cô. Ông về đi chuẩn bị tất cả tài liệu, lúc nào tôi cũng có thể tìm ông lấy tiền làm cổ đông. Tôi sẽ dùng tiền mặt trả cho ông. Nhưng cô làm như vậy, tại sao chứ? Sau này ông sẽ biết tại sao. Mục tiêu là người Nga Yozyovsky. Ông ta và người tình Trung Quốc của ông ta Nguyễn Hân Hân ở tại một biệt thự trung tâm của tô giới Anh Mỹ. Nơi đó rất rộng rãi, xung quanh không có hàng xóm gì. Trong nhà chỉ có ông ta và người tình của ông ta, còn có một tài xế và quản gia. Hôm nay cả nhà họ sẽ tới kịch diễn ở tô giới Pháp xem kịch. Kịch bắt đầu diễn 7:30, 9:40 kết thúc. Thêm lộ trình đi về, cô có thời gian 3 tiếng đồng hồ. Tình báo của chúng tôi chắc là trong hòm bảo hiểm của ông ta, hòm bảo hiểm ở phòng ngủ của ông ta ở phía sau bức họa là một cuộn giấy tròn. Đây là bản vẽ sơ đồ của tòa nhà. Bây giờ tôi nói cho cô mật mã của hệ thống báo cảnh sát và mật mã của hòm bảo hiểm. Bản thân các người đã biết rõ như vậy rồi. Sao không tự bản thân làm đi? Biết và làm là hai chuyện khác nhau. Giống như là người tạo nên máy bay, mãi mãi không thể làm phi hành đoàn được. Đây chính là biệt thự của Yozyovsky. Đường chúng ta đi tới chính là con đường rút lui buổi tối. Nhớ kỹ chưa hả? Đều ở đây rồi. Anh nói ít đi chút thì tôi sẽ càng nhớ tốt hơn.
2 giờ chiều ngày mai, chúng tôi đợi cô ở đây, đem theo thứ tôi cần. Nếu như xảy ra sự cố gì, vì sự an toàn của bố mẹ cô, tốt nhất là đừng có khai ra bọn tôi. Cho tôi 1.000 đồng, một khẩu súng, còn cả chứng minh nhân dân. Hai giờ chiều ngày mai, chúng tôi đợi cô ở đây, đem theo thứ tôi cần. Nếu như xảy ra sự cố gì, vì sự an toàn của bố mẹ cô, tốt nhất là đừng có khai ra bọn tôi. Cho tôi 1.000 đồng, một khẩu súng, còn cả chứng minh nhân dân. Chưa đủ. Đủ chưa? Súng đâu? Tôi chỉ có thể giúp được đến đây thôi. Những chuyện khác cô tự mình nghĩ cách. Cô để ý thời gian, đừng đến trễ. Thuốc lá, pháo hoa đây. Thuốc lá đây. Đồ ăn của cô đủ rồi dạ. Lát nữa xem kịch xong, mình đi ăn chút gì nhé. Được thôi, không vấn đề, nghe theo em. Tuần la của phòng tuần bổ 8 giờ một lần, lần sau là 11 giờ. Đèn đỏ sáng lên, có nghĩa là máy cảnh báo đang được bật. Mật mã để tắt là 3 2 4 1. Thank you.
门吗？có cửa sau không? có cửa này thôi. 守住。canh chừng đấy, dân rõ. Đại ca, theo quy tắc, có phải là chúng ta nên bấm chuông trước không? Khóa cửa đi. Anh làm đi, đại ca. Mở cửa. Mấy anh đến đúng lúc lắm. Giúp tôi tắt cái thứ chết tiệt đó đi. Ồn chết. Đại ca. Cô à? Cô là... Tôi là em gái của nữ chủ nhân căn nhà này, Nguyễn Linh Linh. Có vấn đề gì không? Mấy anh em chúng tôi hôm nào cũng tuần tra ở đây. Đã gặp cô bao giờ đâu? Phải đấy. Tôi từ Chư Kỷ đến. Đến đây thăm chị tôi. Anh rể tôi là Rivoyot. Râu rậm, dáng người cao to ý, có biết không? Biết rồi, biết rồi. Họ đi xem kịch rồi. Không có vé thừa nên vứt tôi ở nhà một mình. Các anh có thể tắt cái này cho tôi không? Ồn chết được. Thứ này nó kêu đây, mau tắt hộ tôi đi. Cái này là anh rể cô tự lắp đặt đấy, chúng tôi cũng đâu có biết cách tắt đâu. Thôi, để tôi tự làm vậy. À xong rồi, tôi đang tắm dở, tự dưng kêu rống lên giật cả mình. Các anh vất vả rồi nhé, may mà các anh đến kịp. Cảm ơn. Cô Nguyễn à, để an toàn cho cô, mấy anh em của chúng tôi vào đó xem có được không? Tất nhiên là được rồi. Các anh phải tìm cho kỹ một góc cũng không được bỏ qua. Hai người đi kiểm tra đi. Rõ. Cô Nguyễn, có thể kiểm tra mấy phòng khác không? Được thôi, tôi đưa anh đi. Trong này là phòng ngủ. Mau kiểm tra giúp tôi đi. Được thôi, không vấn đề. Phòng này cũng không có vấn đề gì. Vậy sao? Kiểm tra nhà bếp rồi không có vấn đề gì. Nhà vệ sinh và phòng khách đều kiểm tra hết rồi, đảm bảo an toàn. Vậy đúng là tốt quá rồi. Cái thứ quái quỷ đó đêm hôm kêu rống lên làm tôi hết hồn. Lần sau có chuyện gì cứ việc tìm chúng tôi nhé. Được thôi. Lần sau các anh không phải trực, rẽ qua nhà uống trà. Được thôi không vấn đề gì. Cô nghỉ ngơi sớm đi nhé. Cảm ơn. Nhớ nha, khóa cửa sổ thật kỹ. Đi thôi. Thật không dễ dàng gì. Sao đèn lại tắt thế này? Có vấn đề rồi. Có mất thứ gì không? Nhiều tiền thế này, anh giấu em, cất bao nhiêu quỷ đen như thế này? Mau gọi điện thoại báo với cảnh sát đi. Anh bảo gì cơ? Vừa rồi nhà anh vừa mới báo án mà em vợ của anh bảo là máy cảnh báo bị hỏng. Em vợ nào?
Thì là em gái cô đó, tên là Nguyễn Linh Linh, vừa rồi cô ấy còn ở đây mà. Đâu rồi? Em vợ. Ai bảo anh là tôi có em? Đó là kẻ trộm đấy. Cô ta đã chuồn mất ngay trước mũi anh. Anh nói mặt mũi cô ta thế nào? Không nhớ rõ mặt mũi. Gặp lúc nào hả? Chắc là 10 phút. 10 phút. Gọi điện cho lãnh sự quán Mỹ, thông báo cho phòng tuần bổ, bảo họ phong tỏa tô giới, không để cho cô ta chạy mất. Mấy người dừng lại đi. Chỗ này có sự cố. Mở túi ra xem, chúng tôi phải kiểm tra. Được chứ? Dừng lại. Ai cũng phải kiểm tra. Tôi sống ở đối diện. Các vị hãy phối hợp kiểm tra kỹ vào, kiểm tra chút đi. Ban nãy xảy ra sự cố ở trong tô giới, còn chưa tóm được hung thủ nên buộc phải kiểm tra. Không ai được đi qua. Lại đây mau, mở túi ra xem. Ai cũng phải kiểm tra kỹ vào. Phối hợp một chút, nghe rõ chưa? Trong túi tôi đâu có gì. Cũng phải mở xem. Nào, xoay người lại. Kiểm tra kỹ vào. Chẳng có gì cả. Chẳng có cái gì cả, được rồi. Ai cũng phải kiểm tra kỹ vào. Lại đây nào. Kiểm tra kỹ vào. Chẳng có gì cả, yên tâm đi. Đi, được rồi. Tiếp theo. Mở vali ra. Kiểm tra kỹ vào. Ai cũng phải kiểm tra. Không được sót ai cả. Mở túi ra. Mở ra xem nào. Không có. Kiểm tra kỹ vào. Chị Thương sao thế? Cô định đi đâu, tiểu thư? Tôi về nhà. Nhà cô ở đâu? Nhà tôi ở số 143 đường Anh Phi. 143号. Vậy thì ngay đối diện. Nhưng mà tôi giới xảy ra vụ án lớn, còn chưa tóm được tên cướp. Vậy nếu cô ra khỏi tôi giới thì phải bị kiểm tra. Kiểm tra thì kiểm tra. Lại đây. Kiểm tra đi nào. Mau lên. Không sao. Không có gì cả. Không có gì cả. Không. Lại đây. Tôi không muốn cô ta soát một tí thôi, đứng yên. Nào. Xoay người lại. Được rồi. Không có gì mà. Đi được rồi. Nào. Để tôi dìu cho. Mau lên. Đi được rồi. Thôi, hai người đi được rồi. Dân, xoay lại. Tiểu thư, sao cô lại tới? Trưởng quan, cô tỉnh rượu chưa? Dĩ nhiên là rồi. Tối qua cảm ơn các anh nha. Còn chưa tóm được tên cướp nữa à? Vẫn chưa. Nhưng mà cô ta không thoát nổi đâu. Vậy các anh rất giả rồi. Còn chưa ăn sáng chứ? Mua đồ ăn sáng cho anh này. Ngại quá đi mất. Đây là số điện thoại của tôi. Tan ca thì đi ăn nha. Được. Bye bye. Đi nhé.
con đàn bà này biết rằng không thể làm nhiệm vụ, đáng ra phải thịt nó ngay để nó thoát rồi. Anh để lạc mất cô ta từ lúc nào hả? Lúc ấy trời tối quá, tuần bố phòng đã kiểm tra tất cả người trên phố, tôi không muốn bị lộ, mới thôi bám theo. Anh bỏ nhiệm vụ. Cô ta thì không. Cuốn phim đâu? Mang về đặt cao khoa, kiểm tra thật giả, đưa cô ta về để tiêm giải độc. Cô ta là tội phạm quan trọng, chỉ mình anh áp giải à? Yên tâm chưa? Đi. Đừng có tự dọa mình nữa. Hôm nay thứ tôi tiêm cho cô là đường nho. Tôi biết. Tôi chỉ muốn dụ hắn đi. Muốn ngủ lát. Buồn ngủ quá. Anh cho tôi biết. Anh là ai, được không? Cô chỉ cần biết, tôi là người duy nhất có thể tin tưởng được ở đây. Vậy thì đủ rồi. Ta nghe nói, từ đêm qua tới giờ, tôi với anh Mỹ vẫn đang giới nghiêm kiểm tra chặt chẽ. Người ra vào làm sao cô ta lại mang cuộn phim ra được? Không phải là anh luôn theo dõi cô ta sao? Xin lỗi khoa trưởng, mất dấu giữa đường. Quả nhiên, Lam Yên Chi là đặc công trời sinh. Nếu làm việc cho đế quốc thì tác dụng không thể lường được. Khoa trưởng, con đàn bà này khó kiểm soát, còn khó xử với Phùng Mạn Na nhiều, nên cô ta mới càng đáng giá. Yên Chi, Yên Chi, bố. Bố, con đang nằm mơ à? Không phải nằm mơ. Bố tới thăm con đây. Con khổ quá. Bố, bố à, con không sao. Con không sao thật. Mẹ con thế nào? Mẹ con vẫn khỏe. Họ chỉ cho mình bố đến. Mẹ làm bánh cho con. Khoan đã, cũng phải kiểm tra. Anh
Không có vấn đề. Tránh ra. Đừng ăn, bố không sao. Tại sao lại để nó đi? Vì cô ta làm được. Em cũng làm được. Không muốn người của hệ thống nội bộ của chúng ta đi làm. Nhưng cô ta là kẻ địch. Sao lại thiên vị cô ta? Cô ta có ích với chúng ta. Việc nó làm được, em cũng làm được. Muốn vượt qua Lam Yên Chi, buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn mới được. Nếu chỉ muốn trút phẫn hận, tra tấn xác thịt cô ta, sau này em sẽ coi thường bản thân mình. Nói hay lắm. Chu tiên sinh, lời anh nói luôn có đạo lý như vậy. Nhưng mà tôi tin rằng Mạn Na tiểu thư chúng ta sẽ không bị bất kỳ ai đánh bại. Chúng ta lấy hóa nghiệm ở dưới con sông bị ô nhiễm, khoanh tròn mấy địa điểm khả nghi. Địa điểm này là đáng nghi ngờ nhất, bởi vì chúng ta lấy được, cũng có nghĩa là khí độc, đó là một trong những thành phần chủ yếu, chính là ở đây, ở bên cạnh cái bệnh viện 1866 của bọn Nhật. Đem cơ quan không thể để cho ai biết đặt ở bệnh viện quân đội là an toàn nhất. Trước mắt, chúng ta vẫn chưa biết được vũ khí hóa học của lũ Nhật lúc hội chiến Tùng Lô, uy lực của nó làm lòng của bộ đội quốc quân phải sợ hãi. Trùng Khánh liên lạc với chúng ta, hy vọng có thể hiểu nhiều hơn tình báo liên quan tới khí độc. Tin tức của bọn chúng, người phụ trách chính việc nghiên cứu vũ khí hóa học là Oshima, hóa ra là quân Quang Đông, bây giờ thường ở Thượng Hải. Phía cậu có tình hình gì hả? Một tháng trước, Lam Yên Chi bị bắt. Cô ấy là nội ứng mà trạm Thượng Hải muốn đưa vào khóa đặc cao. Bọn Nhật sẽ ngu vậy à? Là Lam Yên Chi quá thông minh. Một nhân tài như cô ta, bất cứ tổ chức nào cũng sẽ không bỏ qua. Tôi muốn lôi kéo cô ấy qua đây, thành người của chúng ta. Phùng Mạn Na còn chưa lôi kéo qua được, bây giờ lại thêm một Lam Yên Chi.
Ngập Thụ, Lâm Phong như cậu hai người đó lại tranh giành, ghen tuông đánh nhau đấy. Hai người bọn họ hoàn toàn khác nhau. Tôi sẽ nỗ lực để cho bọn họ qua đây. Nếu như thực không được, tôi cũng phải lo kéo được Lam Yên Chi qua. Tiềm lực của cô ấy rất lớn, tác dụng để phát huy sau này nhất định còn lớn hơn tôi. Được. Nhớ kỹ không được để lộ thân phận. Biết rồi. Lam Trường Minh đã đồng ý hợp tác với chúng ta. Quyền quản giám đối với ngân hàng Thương Tín cũng bắt đầu rồi. Tiếp theo sẽ là ký hợp đồng vào cổ phần. Rất tốt. Phía tiền giả đang được in ấn. Mặc dù còn chưa làm loạn tiền thật, nhưng mà dân chúng chắc là không phân biệt được thật giả đâu. Ngân hàng Kim Tín của Lam Trường Minh vẫn luôn có uy tín tốt. Lại thêm, lần trước ông ta vì cứu vãn danh tiếng đưa ra hành động đền tiền vẫn rất tin tưởng ông ta. Cho nên tôi tin tưởng rằng trên thị trường rất nhanh sẽ thấy được tiền mới được in ra. Mạng Na, chúng ta phải khách khí với Lam Trường Minh một chút, không thể để nảy sinh tâm lý phản nghịch. Dù sao đây cũng là công việc lâu dài đấy. Có Lam Yên Chi ở trong tay chúng ta, Lam Trường Minh chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Thứ chúng ta cần là hợp tác, không thể ép bọn chúng chó cùng dứt dậu. Chu tiên sinh làm đúng. Cô phải học cách khống chế cảm xúc của bản thân. Rõ. Lâm Bồ Bồ. Bác Lam. Thiên Mộc. Bố Mù. Bác gái. Bác gặp Yên Chi rồi à? Cô ấy vẫn ổn chứ? Còn sống đã là rất tốt rồi. Bác Lam, cháu thực sự rất muốn giúp bác. Nếu như bác muốn, chủ nhật có thể tới nhà thờ để ngồi một chút, có lẽ tâm lý sẽ tốt hơn chút. Vậy cháu cáo từ trước đây. Phương án trạm Thượng Hải ứng cứu Yên Chi ở tổ chức hy vọng bảo vệ tốt. Thứ giấu ở trong kho vàng, thời điểm thích hợp sẽ có người tới lấy.
Mời tiểu thư Mạn Na uống trà. Tiểu thư Mạn Na, đây là tiền được in ra từ ấn bản lần trước, cô xem. Tiền của ngân hàng tôi đã dặn người xếp vào xe rồi. Hy vọng chỗ tiền này trong tay tiểu thư Mạn Na có thể phát huy được tác dụng tốt nhất. Tôi sẽ làm tốt. Tiểu thư Mạn Na rất thông minh, nhưng mà có lúc khuôn mặt nhẫn nại lắm. Theo kinh nghiệm của tôi, 90% thắng lợi đều thuộc về người biết nhẫn nại. Giống như sói trong tuyết, bọn chúng đi săn mồi, đi cả mấy trăm dặm cũng không ăn, chính là để đợi món ngon cuối cùng. Rõ. Phùng khóa trưởng, ăn cơm chưa ạ? Phòng bếp vẫn còn, tôi mang lên cho cô nhé. Vừa nãy đi vội vã, còn chưa kịp lo với việc ăn cơm. Cảm ơn khóa trưởng, tôi ăn rồi. Ra ngoài ăn thêm chút đi. Nhà ăn mới có cá mùi tươi, nhưng mà tôi thật sự, tôi mở rượu xong rồi ở trong phòng đợi cô. Tiểu thư Mạn Na, sắc khí của cô không tốt lắm. Để tôi đoán bệnh nha. Ban ngày hôm nay ở cơ quan Sam, thấy một thi thể. Thật ra, đó là bệnh nhân của tướng Oshima. Ông ấy đang tận lực cứu mấy người đó. Đương nhiên, có lúc ông ấy cũng làm chút nghiên cứu thông qua bệnh tình của bọn họ. Nói như vậy cô có thể hiểu chứ? Tôi không sao. Mục đích của tổng bộ là sự hưng thịnh của Đại Đông Á sẽ không đem lại bất lợi cho người Trung Quốc hợp tác với chúng tôi. Chỗ này là hôm nay mới chuyển về. Cô xem. Giống thật hơn trước rất nhiều. Nhưng mà tôi và tướng quân Oshima trong lòng vẫn không thoải lắm. Bây giờ cách duy nhất nghĩ ra được là đem nó lẫn vào trong chỗ tiền thật. Phát hành ra. Không cần phải vậy đâu. Khách hàng của Lam Trường Minh vẫn tin tưởng hắn lắm. Chúng ta cần phải phát hành một lượng tiền giả lớn ra ngoài. Nếu để cho người khác nhìn vào là biết ngay đó là giả, chỉ không chỉ Lam Trường Minh tôi đời mà kế hoạch của chúng ta cũng sẽ thất bại. Cô nghĩ xem. Cô nhất định sẽ có cách thôi. Bây giờ tôi muốn biết
vấn đề về vàng và đô la Mỹ, cậu định giải quyết thế nào? Những nơi có thể gom thì bọn họ đã lục tung lên cả rồi, không hớt thêm được gì nữa đâu. Tiếp tới chỉ có thể ra tay ở tô giới thôi. Tôi muốn dùng một khoản kinh phí ngoại hối. Bao nhiêu? 20.000 đô. 20.000 đô. Thế cậu có thể đem về cho tôi bao nhiêu? Nói một cách dè dặt thì chỉ cần làm xong nhiệm vụ, tôi có thể đem về 1.000.000 đô. Cậu Chu, lần nào tôi cũng như một thằng nhà quê mới vào thành, chờ đợi thưởng thức. Nhà ảo thuật lớn là cậu đây, rốt cuộc sẽ diễn một trò hay như thế nào? Lam Yên Chi mới là nhà ảo thuật lớn, chỉ có cô ta mới có thể hoàn thành. Cậu Chu, nói đi, lần này cần tôi làm gì? Lần này có hai đại sư cờ tướng đẳng cấp quốc tế từ tô giới Pháp đến. Trước khi cuộc thi cờ tướng quốc tế năm nay được diễn ra ở Bỉ, bọn họ sẽ tiến hành một cuộc thi hữu nghị tại sòng bạc Thượng Hải. Powell của Anh và Jackson của Mỹ đã từng lần lượt giành quán quân tại cuộc thi cờ tướng quốc tế trước kia. Cuộc thi bổ sung tại bến Thượng Hải này ở sòng bạc Giảm Cốc do ngân hàng tư nhân ngầm khống chế. Mùa trước, Powell miễn cưỡng bảo vệ ngôi vị thành công, Jackson một lần nữa khiêu chiến hắn. Cuộc thi ở Thượng Hải tuy chỉ là màn khởi động nhưng đã thu hút được sự chú ý của đông đảo quần chúng. Phàm là những con bạc có tiền đều thi nhau đặt cược. Còn cô sẽ phụ trách thách thức bọn họ. Tôi à? Đúng. Anh không nhầm đấy chứ? Cờ tướng tôi đến thấy còn chưa thấy bao giờ cờ nhảy thì nghe còn được. Không khó. Học nhanh lắm. Tôi đến là để gửi lời mời đến ngài. Có một cô nhờ tôi gửi tới ngài, cô ấy mong được cùng anh chơi một ván cờ. Cô tên là gì? Lam Yên Chi. Hình như tôi chưa từng thấy cô ta trong bất cứ một cuộc thi nào. Tất nhiên rồi, cô ấy chưa từng tham gia bất cứ một cuộc thi chính thức nào. Phụ nữ vốn dĩ chẳng hiểu về cờ tướng. Nhưng mà cô Lam nói, cô ấy có thể không tốn chút sức lực mà đánh bại ngài. Cô ấy còn bảo là cô ấy muốn thách thức cả ngài và Powell thi chung với nhau, chí ít thì cũng có thể hòa được. Một trong hai ngài, cậu vừa từ bệnh viện tâm thần chạy ra đấy à? Cô Lam còn muốn cược 10.000 đô. Hoang đường thật. Tay chơi cờ nửa nghiệp dư này muốn cùng đánh với cả hai chúng tôi. Không sai. Với mỗi một người, cô ấy đều cược 10.000 đô. Nếu như ngày thắng thì tiền sẽ được trả ngay tại trận. Cược 10.000 đô à? Đúng thế. Tôi không mang nhiều tiền mặt đến vậy đâu. Không sao. Điều mà cô Lam Yên Chi thực sự muốn là vinh dự được cùng ngài, ngài Powell vĩ đại đấu với nhau. Nếu thua, thì ngài chỉ cần cho cô ấy một bức ảnh có chữ ký của mình. Nếu thắng thì ngài sẽ có được 10.000 đô. Cô ta đánh với cả hai chúng tôi cùng một lúc. Đúng. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Không cần biết cô ấy là ai. Số tiền này là thật.
Lâm Yên Chi à, là ai? Một người con gái, một cuộc thi như thế này, chúng ta có thể bảo mọi người bỏ một ít tiền cược vào không? Tất nhiên là được. Xuất sắc định bao nhiêu? Cô Lam chỉ cần thắng 1, thua 10, hòa hay thắng đều coi như là cô ấy thắng. Có tiền đảm bảo, thắng 1, thua 100. Giao kèo. Người phụ nữ điên rồ này có phải biết du thuật hay không? Người sỉ nhục cờ tướng quốc tế, ngày mai tôi sẽ cho cô biến thành tro bụi ngay tại đây. Cô phải nhìn cho thật kỹ, còn 4 tiếng đồng hồ nữa. Tôi mới chỉ học có một khóa chơi cờ ở đây, đã phải đi thi đấu với 2 quán quân thế giới. Hãy tận dụng 4 tiếng đồng hồ này, đồng nghĩa cô đã học 2 tiết học. Thế thì sao anh không đi? Cô chỉ còn 3 tiếng, 59 phút nữa. Như vậy quân đen đã thắng. Mạng na tiểu thư của tôi, thời gian tương tự, ngày mai Lam Yên Chi sẽ nghênh chiến quán quân thế giới. Còn cô thì sao? Quy tắc chơi cờ vua quốc tế còn không nhớ nổi, làm sao thắng nổi? Cho tôi phiếu 1 vạn đồng. 1 vạn, phiếu 1 vạn. Cho tôi phiếu 1 vạn đồng. Chắc họ đã xuất phát. Anh đi theo. Từng hành vi của Lam Yên Chi phải theo dõi sát sao. Tôi muốn biết cô ta làm sao tạo ra kỳ tích. Jackson, cố lên. Jackson, cố lên. Cậu định làm gì? Đây là cơ hội duy nhất để cứu cô ta. Là cơ hội duy nhất để bọn chúng giết anh. Nghe còn được, rút lui mau đi. Nhưng rút mau.
thưa các quý cô và các quý ông, trận đấu hôm nay cả thế giới dõi theo. Bây giờ xin mời Powell tiên sinh. Tiếp theo xin mời Jason tiên sinh. Cuối cùng xin mời kẻ thách đấu trận đấu lần này, Lam Yên Chi tiểu thư. Cô đấu với tôi. Cho tôi nhìn vào mắt cô được chứ? Đẹp quá. Nếu như là ở chỗ khác, tôi rất sẵn lòng thua em. Vậy ở đây thì sao? Xin lỗi, chỉ là ở trên bàn cờ thì không được. Hãy đợi mà xem. Trận đấu kết thúc cô định đi đâu? Xem tâm trạng. Tôi sẵn lòng dùng tiền thưởng mua cho cô bất cứ món quà nào. Thi xong hãy nói. Bây giờ tôi tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Để công bằng cho mỗi người trong trận đấu với Powell tiên sinh, Powell tiên sinh cầm quân trắng đi trước. Trong trận đấu với Jackson tiên sinh, Yên Chi tiểu thư cầm quân trắng đi trước. Đổi thành thẻ. Cho tôi một ly martini. Thank you.
Cô là học sinh của Powell hả? Cách chơi giống hệt với hắn. Bình tĩnh nào. Bây giờ có thể đặt cọc không? Được. Nhưng mà tiểu thư Lam Yên Chi hiệu suất lỗ à. Thắng 1 bù 2. Tôi đặt hết vào Lam Yên Chi. Cầu hòa. Cái gì? Tôi xin hòa. Tôi đồng ý. Xin hòa có đồng ý không hả? Đồng ý. Kết quả thế nào hả? Thật là không ngờ nổi, tỷ thí diễn ra trong 6 tiếng, hai quán quân thế giới đều bị cô ta giày vò cho sức cùng lực kiệt. Chu Vũ Hạo thắng được bao nhiêu hả? Chắc là khoảng 3 triệu đô Mỹ. Bao nhiêu cơ? 3 triệu đô Mỹ. Có khả năng còn cao hơn. Qua đây giúp đỡ nào. Tiền quá nhiều ở hòm phía sau ấy. Mấy người tới khiêng đi. Đi đi. Anh là đồ lừa đảo. Em điên rồi à? Bỏ súng xuống đi. Anh tránh ra. Chu Vũ Hạo, anh là đồ lừa đảo. Từ đầu tới cuối anh đều lợi dụng tôi. Anh tránh ra cho tôi. Phùng Mạn Na, em có biết là em đang làm gì không hả? Súng nổ cô ta tôi thì em cũng tôi luôn. Tình báo của cô ta em có thể không cần, em chẳng cần gì cả. Em chỉ muốn cô ta chết. Em sẽ hối hận đấy. Em sớm đã hối hận rồi. Khác đầu tiên bắt được cô ta, em nên bắn chết cô ta đi. Trừ phi em bắn chết anh. Anh tránh ra, cô ta nhắm vào tôi. Phùng Mạn Na, cô bản lĩnh thì bắn tôi đi. Được rồi đấy, cô đừng có gây thêm loạn nữa. Phùng Mạn Na, cô đang làm gì thế hả? Cô muốn dùng súng bắn người hả? Nào. Bắn đi. Nào bắn đi. Yên Chi làm như vậy có phải là đang tích quân phí cho lũ Nhật không? Yên Chi làm như vậy nhất định là có nỗi khổ của cô ấy. Trong đó nhất định là có chuyện gì mà chúng ta không biết. Có lẽ là gì? Vì kế hoạch sau này. Chúng ta chơi một ván. Ở trên bàn cờ này, chỉ cần cô chiến thắng tôi,
Cô có thể làm mọi việc mà cô muốn làm. Mẹ, Yên Chi, mẹ. Mẹ à, con à. Người một nhà có thể đoàn viên là một chuyện hạnh phúc thế nào nhỉ? Đây là đặc biệt mời đầu bếp nổi tiếng từ Tiền Hải tới làm, toàn là món ăn bản địa. Tiểu thư Yên Chi, hôm nay gia đình chúng ta đoàn tụ, vừa hay cũng là sinh nhật của Mạn Na, mời bạn bè con tới đi. Tối nay tổ chức tiệc sinh nhật cho con, được chứ? Khoa trưởng Phùng, cô không sao chứ? Không sao. Hiện tại Mạn Na và tương lai mờ mịt,
khiến Chu Vũ Hạo trước nay luôn bình tĩnh cũng thấy lo lắng trong lòng. Anh ta mong có thể đưa cả Yên Chi và Mạn Na về nơi có ánh sáng, nhưng dòng chảy của vận mệnh không biết sẽ đẩy bọn họ đến nơi nào. Alo. Khoa trưởng Phùng đấy à? Tôi là Oshima. Xin hỏi có chỉ thị gì? Nghe trưởng khoa Aoki nói, nhiệm vụ làm tiền giả là do cô chấp hành à? Rất thành công đấy. Tôi muốn cảm ơn cô lâu rồi. Nếu có tiện, thì tôi mời cô đi uống chén trà. Cô Mạn Na, ly rượu này tôi thay mặt cho bộ tham mưu Tokyo biểu dương đóng góp của cô. Cảm ơn tướng quân Oshima. Ngon thật. Cô Mạn Na là nữ trung hào kiệt, tôi rất ngưỡng mộ. Tướng quân Oshima biết ăn nói thật, không hổ là thầy giáo. Thầy giáo như tôi còn phải xin cô dạy bảo đấy. Tiền giả mà chúng ta chế tạo có thể thuận lợi vào được thị trường, ngoài thủ đoạn làm giả ra, quan trọng nhất là người Trung Quốc thiếu kinh nghiệm phòng bị. Nhưng đây không phải là kế lâu dài. Tôi vẫn mong có thể dùng bản in thật để in ra chi phiếu thật. Cho nên tôi nhờ cô giúp tôi tìm được hai bản khác của bản in đó. Trong tay tôi có một người vô cùng quan trọng. Có lẽ là cô ta biết tin tức của hai bản in kia đấy. Tiếc là tôi không thể làm cô ta mở miệng. Gần đây chúng ta mới nghiên cứu chế tạo một loại nước thuốc. Thuốc này mà được đưa vào cơ thể thì sẽ khiến cho con người mất kiểm soát lý trí, nảy sinh ảo giác. Còn có thứ đó sao? Tuy là bây giờ vẫn trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng nếu mà cô đồng ý thì tôi có thể sắp xếp để người quan trọng đó của cô tham gia thí nghiệm, cũng tiện thể hoàn thành số thí nghiệm của tôi. Nếu may mắn thì có thể khiến cho cô ta nói ra
tất cả bí mật. Vậy cảm ơn tướng quân Oshima trước. Tướng quân, ngài thật sự muốn sử dụng tài nguyên của Sam cơ quan để giúp Phùng Mạn Na sao? Đúng thế. Chúng ta đã kiên nhẫn với Lam Yên Chi quá lâu rồi. Nhưng Lam Yên Chi quả thật có giá trị rất lớn, quá đề cao kẻ địch sẽ khiến cho những người khác xa lánh chúng ta. Tôi chỉ muốn khích lệ họ làm việc tốt hơn mà thôi. Phụ nữ ấy à, dù có cứng rắn đến đâu thì cũng có điểm yếu mềm. Đừng bao giờ mong đợi họ có thể thực sự kiên cường như đàn ông. Dân Lam Yên Chi quá kiêu ngạo. Chúng ta tâng cô ta lên tận trời. Giờ phải cho cô ta ngã xuống rồi. Đánh ngã cô ta cũng chiếm lấy lòng tin của Phùng Mạn Na. Hiểu chứ? Hiểu rồi. Ngọa Long và Phượng Sồ giành được một cũng có thể trấn an thiên hạ. Anh muốn làm Lưu Bị thu được cả hai thì phải tốn nhiều sức hơn Lưu Bị. Hiểu không? Hiểu ạ. Alo, chỉ huy Chu, đội hành động phát hiện một tấm biển quảng cáo đáng ngờ ở đường Thái Nguyên, có lẽ là điểm liên lạc. Mời anh qua đây xem. Đội trưởng Trần đâu? Đội trưởng Trần đến rồi. Được rồi, tôi đến ngay.